Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh Tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Cặp vợ chồng tìm thấy xác ướp người băng trên dãy Anper và những bí ẩn không lời giải đáp chỉ từ những cây rêu, các nhà khoa học đã vẽ lại hành trình cuối cùng đầy phiêu lưu của xác ướp người băng nổi tiếng trên dãy Anper 5.300 năm trước. Người băng Ozi, một người đàn ông bị thương có thể từng bị săn lùng, đã dành những ngày cuối cùng của mình di chuyển trên dãy núi Anper cho đến khi bị bắn tên vào lưng. Khoảng 503 000 năm sau, các nhà khảo cổ vẫn đang cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn về cái chết của ông ta. Giờ đây, các nhà khoa học đã phân tích những cây rêu còn sót lại tại địa điểm người bằng bị giết hại và phát hiện nhiều chi tiết về chuyến leo núi cuối cùng này. Người bằng Ozzy được tìm thấy vào năm 1991, khi một cặp vợ chồng đang đi bộ trên dãy Anper đã phát hiện ra rác ướp tự nhiên gần biên giới giữa Italia và Áo. Sau đó, các nhà khoa học đã đếm được hơn 60 hình xăm trên da của Oji và nhận thấy anh mặc chiếc áo khoác da được làm từ da cừu và dê. Gần đây, họ tìm thấy phần dạ dày đã mất của anh ta. Từ đó, họ biết được Oji đã bị sát hại chỉ một giờ sau khi ăn. Bữa ăn gồm có thịt nai, dê rừng khô và lúa mì and corn họ chỉ ra người đàn ông khoảng 40 tuổi có khả năng bị đau bụng khi chết và bàn tay phải bị thương nặng, đứt xương giữa ngón cái và ngón trò. Cho đến nay, các nhà khoa học đã ghi nhận ít nhất 75 loài bryophytes, một họ thực vật chứa rêu và cỏ gan trong và xung quanh xác ướp của Ozzy. Giờ đây, những loại cây trên đang tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng của người băng một cách chi tiết hơn. Chúng cũng khẳng định lại quan niệm là những ngày cuối cùng của ông rất sôi nổi và dữ dội. Trong một phân tích được công bố trên tạp chí Plot On, các nhà nghiên cứu cho biết khoảng 70% các Bryophyter được tìm thấy ở chỗ xác ướp không phải là cây bản địa. Phần nhiều trong số này có nguồn gốc từ khu vực có độ thấp hơn ở phía nam Anver bằng cách xác định xem tại sao những hài cốt thực vật ấy lại xuất hiện quanh xác chết Otzi trên đèo Tisen ở độ cao hơn 3.200 mét. Các nhà khoa học đã dựng lại một phần câu chuyện về hành trình cuối cùng của anh ta. Đó là một cuộc leo trèo tới lui hỗn loạn ở độ cao hàng ngàn mét trong hai ngày. Bí ẩn về các loài rêu bên trong xác ướp James Dixon, một giáo sư khảo cổ học đã nghỉ hưu tại Đại học Glasgow, Anh và người đứng đầu nghiên cứu mới đã tìm hiểu về Ozzy từ năm 1994. Khi ông nhận được các mẫu hài cốt hữu cơ được khai quật từ địa điểm tìm thấy xác ướp, ngay lập tức, nhà khoa học này đã bị thu hút bởi loài rêu phẳng Nekera. Đây là loài rêu được sử dụng để trám tàu thuyền và nhà gỗ ghép. Rêu phẳng Neckera được tìm thấy với số lượng tương đối lớn tại địa điểm đó, bắt kẹt trong quần áo của Ozzy. Rêu có thể là một phần công cụ của oxy mặc dù người ta vẫn chưa biết mục đích của nó là gì. Có phải nó được dùng để cách nhiệt hoặc dùng như giấy vệ sinh? Nhưng dù như thế nào thì loài thực vật chỉ sống ở nơi có độ cao thấp hơn lại xuất hiện ở đây cũng giúp các nhà khoa học lập được bản đồ về hành trình cuối cùng của Ozzy nhà nhân chủng học An Belgin, người đứng đầu nghiên cứu về người bằng Ozzy tại Viện Nghiên cứu Xác ướp Iraq Research ở Bolzano, Italia, cho biết. Đây là một tình huống khá bất thường khi thấy người này bị giết ở dãy Anper. Không ai có thể lý giải lý do tại sao anh ta lại ở đó. Đường tiêu hóa của Ozzy không chỉ chứa thức ăn mà còn có cả phấn hoa từ môi trường anh ta ăn bữa cuối cùng điều này cung cấp một bản đồ mơ hồ cho hành trình cuối cùng của anh ta trong nghiên cứu trước đây của nhà khảo cổ Claude Ogi đến từ Đại học Innsbruck ở Úc. Các mẫu từ trực tràng của Ozi và phần dưới đại tràng cho thấy phần thực phẩm được tiêu hóa lâu nhất trong đường tiêu hóa có dấu vết của hạt thông và phấn hoa. Nó cho thấy Ozi đã ở trong một khu rừng có độ cao hơn 2.400 mét khoảng 33 giờ trước khi chết. Nhưng giữa ruột kết của người băng lại chứa phấn hoa cây trăn, hù lông và những cây khác chỉ màu trong rừng có độ cao thấp hơn. Như vậy, Ozzy phải ở nơi có độ cao hơn 1.200m hoặc có lẽ là ở đáy một thùng lũng trong khoảng thời gian 9 đến 12 giờ trước khi chết theo các bằng chứng phấn hoa, Ozzy sau đó lại leo lên ăn bữa cuối cùng trong một khu rừng lá kim trước khi leo lên đèo Tisen, nơi anh ta tử vong. Tuy nhiên, không hoàn toàn rõ lần xuống dốc cuối cùng của Ozzy là phía nam tức Italia ngày nay hay phía bắc nước Áo ngày nay. Chỉ có một vài con đường có thể đến địa điểm tử vong cuối cùng. Truy tìm dấu vết các loài rêu. Trong nghiên cứu mới, nhóm các nhà khoa học quốc tế của James Dixon đã rút ra từ các chuyến khảo sát thực vật rộng lớn tại khu vực và lập bản đồ phân bố tất cả các loài rêu và cỏ gan được xác định trong đường tiêu hóa của Oxy và trong lớp trầm tích quanh thi thể. Sự phân bố của những loài thực vật này trên dãy Alper từ 5.000 năm trước khá giống với ngày nay khoảng 70% các loài Peter được tìm thấy trong và quanh hài cốt oxy không phát triển tại khu vực băng tuyết bắt đầu từ độ cao hơn 3.000m trở lên trên dãy Amper. Có thể một số loài đã được con người hoặc động vật đưa đến gần thi thể của oxy. Nhưng các nhà nghiên cứu tuyên bố có một số loài mọc ở rất thấp và chỉ có thể do chính người băng mang đến. Khoảng cách rất xa nên không có lời giải thích nào khác, ông Diêm nói. Một số loại rêu ở nơi tìm thấy thi thể Ozzy phát triển mạnh tại Scanta, hẻm núi phía nam Italia, và chúng không xuất hiện ở bất cứ thung lũng phía bắc nào gần đó. Do đó, bản đồ mà nhóm ông James lập ra cho rằng Ozzy đã trèo xuống Scanta và hành trình cuối cùng của mình trước khi leo lên đỉnh đèo Tisen người bằng có thể đã bất rêu trong hẻm núi, tích trữ trong hộp dụng cụ của mình hoặc dùng chúng để bọc thức ăn, bằng bó vết thương. Trong khi đi xuống, Ozzy có thể đã xuống tận đáy thùng lũng Vintro, ở độ cao hơn 700 mét. Tại đây, anh ta có thể đã thu thập rêu Bomos. James suy đoán rằng Ozzy có lẽ biết về đặc tính khử trùng của Bomos nên dùng nó để bằng vết thương sâu ở tay. Tất cả những phát hiện trên đều phù hợp với bức tranh chung về người bằng cho tới nay. Hầu hết các kết nối của Ozzy đều ở phía nam. Nhiều bằng chứng trước đó cho thấy anh ta lớn lên ở phía nam dãy Anper và sống vài tháng cuối đời tại khu vực đó. Ursula Weaver, một nhà khảo cổ học đến từ Florence, Italia nói rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy người bang sống ở phía nam dãy Alper và anh ta đã leo đến nơi anh ta chết từ sườn bên kia của Alper. Các loài Bryopter như rêu và cỏ gan chỉ có thể được nghiên cứu trong những môi trường bảo tồn đặc biệt, chẳng hạn như đầm lầy kỵ khí hoặc một ngọn núi băng giá như trường hợp của Ozzy người bằng Oji được giới khảo cổ xem là trường hợp phi thường khi cuộc sống trong quá khứ được tái tạo lại thông qua rêu phong và phấn hoa. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những bí ẩn về xác ướp người bằng Oji mà khoa học tìm thấy được. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những xác ướp nổi tiếng và bí ẩn nhất mọi thời đại. Thấy túi đựng thi thể đột nhiên chuyển động, nhân viên nhà tàng lễ phát hiện sự thật kinh hãi. Sự việc kinh hoàng xảy ra hôm 14 tháng 4 tại thành phố Coronel Oviedo, Paraguay. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng hôm đó, cô Garradi, 50 tuổi, một bệnh nhân bị ung thư buồng trứng, đã được gia đình đưa tới phòng khám San Fernando để cấp cứu sau khi cô này bị tăng huyết áp tới mức nguy hiểm. Theo báo cáo của cảnh sát quốc gia Paraguay, cô Garradi được đưa tới phòng khám tổng tình trạng nguy hiểm và được bác sĩ Heriberto Vera tiếp nhận kiểm tra, điều trị. Đáng tiếc là tới 11 giờ 20 phút cùng ngày, bác sĩ Heriberto Vera thông báo cô Glady đã không thể qua khỏi và qua đời. Sau đó, bác sĩ cùng thông báo tin buồn cho gia đình của cô Glady là chồng Massimino Rutter Freyla và con gái Sandra Rutter. Bác sĩ xác nhận nguyên nhân tử vong là do cô Glady bị ung thư cổ tử cung sự thật này khiến người thân và bạn bè của cô Galadi vô cùng đau xót buồn bã trước đó cô Galadi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư nhiều năm nhưng gần đây đã thuyền giảm rất nhiều không ai tin nổi rằng cô lại ra đi đột ngột như vậy sau đó phòng khám san perando đã bàn giao thi thể của cô Galadi cho nhà tàng lễ địa phương để chuẩn bị làm lễ hỏa táng thi thể của cô Galadi được đựng trong túi xác hai nhân viên nhà tàng lễ là anh Dutter và anh San đã tiếp nhận túi đựng thi thể này, vận chuyển về nơi hỏa táng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, anh Dutter và anh San đã sốc nặng khi thấy túi đựng thi thể của cô Gladi chuyển động. Ban đầu, họ tưởng rằng mình bị nhầm hoặc quáng ga, nhưng sau đó, khi cả hai cùng nhận thấy hiện tượng này, Họ quyết định thử mở túi xác ra và choáng váng khi nhận thấy cô Galadi vẫn còn dấu hiệu sự sống. Ngay sau đó, cô Gadi được đưa tới một cơ sở của Viện Phúc Lợi Xã hội Paraguay. Tại đây, cô được xác định chưa hề qua đời. Cô Gadi hiện đang được điều trị và theo dõi sát sao. Anh Massimino, chồng của cô Gladi, hiện đang vô cùng phẫn nộ và tức giận trước kết luận sai lầm của bác sĩ Heriboto Vera, cho rằng vì sai sót y tế của ông mà vợ mình suýt chết oan uổng. Anh Massimino chia sẻ, Ông ta cho rằng đi đã chết và nhanh chóng kết luận đơn giản như việc kết luận một con vật đã chết. Ông ta thậm chí còn chẳng cố gắng hồi sinh cô ấy. Chúng tôi đã tin tưởng ông ta nên tới phòng khám đó. Nhưng họ đã thản nhiên kết luận cô ấy chết rồi đưa tới nhà tang lễ trong khi cô ấy vẫn sống rành rành. Hiện tại, cảnh sát địa phương đã tạm giữ bác sĩ Heriberto Vera để điều tra. Vẫn chưa có cáo buộc cụ thể nào được đưa ra.